Tin Sri Lanka, 317 em học sinh ở Sri Lanka tuyên thể bảo vệ thiên nhiên. Em xin hứa yêu mọi thụ tạo của thiên nhiên và bảo vệ nó. Em chấp nhận bản thân mình như một phần của thiên nhiên. Em quý mến tất cả những gì tồn tại trong thiên nhiên và tôn trọng tất cả các hình thức sống của nó. Đó là lời tuyên thể long trọng của 317 trẻ em của Hội Gia Đình Thánh hay còn được gọi là Supala thuộc tỉnh Colombo, Sri Lanka. Vào ngày 15 tháng 6, các em tham dự lễ hội nhóm diễn ra tại hội trường Zacharias của trường Saint Joseph Vaz ở Wanapua thuộc giáo phận Chilo. Trước mặt các nhà giáo dục, linh mục nữ tu và giáo dân. Các em cam kết chăm sóc thụ tạo và đồng thời từ bỏ việc tiêu thụ thực phẩm có hại cho tân thể. Trong số này có Coca-Cola. Lễ hội của Supala diễn ra trong một bầu không khí vui tươi với những bài hát, điệu múa và các màn trình diễn sân khấu. Tất cả được dàn dựng từ thực tế đời sống thường nhật và lấy cảm hứng từ Laudato Si, thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco về bảo vệ thiên nhiên. Các vở kịch ngắn có các nhân vật không chỉ các em, mà cả cây cỏ, hoa trái và động vật. Sơ Latha, điều phối viên của nhóm hội gia đình thánh Supala, nói với hãng tin châu Á rằng, vào năm 2020, Hội Công giáo sẽ kỷ niệm 200 năm thành lập. Để tiến tới sự kiện này, chúng tôi đã chuẩn bị nhiều điều trong xã hội dân sự và trong hội trong dịp đặc biệt này, chúng tôi cũng muốn các em nhỏ bắt đầu hiểu thêm về thiên nhiên và thế giới xung quanh. Vì vậy, chúng tôi có một chương trình dạy các em yêu và tôn trọng thiên nhiên, thực vật, con người và động vật. Theo nhà giáo dục, sự tôn trọng thiên nhiên cần được học từ khi còn nhỏ và đặc biệt là trong gia đình. Cha mẹ cần dạy dỗ các em cẩn thận dọn dẹp nhà cửa và cũng dạy chúng những gì tốt để ăn và những loại thực phẩm có hại cần phải tránh